Thưa quý vị, không ai nghĩ rằng một đoạn clip kỷ niệm giữa ông ngoại và các cháu lại ẩn chứa một bí mật đau lòng nhưng thấm đậm tình phụ tử. Nếu như trước đây khán giả yêu mến của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh xem đoạn clip này sẽ bùi ngùi xúc động cho tình cảm ông cháu, giờ đây âm dương cách biệt, các cháu mất ông mãi mãi, thì sau buổi họp báo ngày 27 tháng 10, khán giả lại càng đau lòng, thương thay cho số phận của một ông hoàng và đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp. Dư luận thắc mắc tại sao Hồng Loan bị tố là con nuôi, nhưng vào ngày 7 tháng 3, cô lại nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sang tên tài sản, nắm giữ trong tay giấy tờ từ đời ông bà nội. Ai đã đưa cho Hồng Loan, đưa vào thời điểm nào? Mọi câu trả lời đã được làm sáng tỏ khi vào tối ngày 27 tháng 10 trong buổi họp báo. Nói trong nước mắt, Hồng Loan kể vào ngày cô quay đoạn clip bà Vũ Linh ăn bánh mì chấm cà ri cùng với các cháu, ba đã đưa toàn bộ giấy tờ, thứ đã khiến ông đau đáu suốt những ngày tháng cuối đời cho con gái Hồng Loan. Sau khi các con lên lầu ngủ, hai ba con Linh Loan đã ngồi tâm sự. Ông dặn dò Hồng Loan như một lời trăn trối khi đã hiểu rõ bệnh tình của mình. Sở dĩ Vũ Linh chọn ngày định mệnh đó để giao sổ sách cho con là vì ông chớp thời cơ khi Kim Nga đi coi hài kịch, còn Hồng Phượng đi hát, bà Sáu đi theo hỗ trợ. Đây là thời khắc hiếm hoi mà chú Vũ Linh thoát khỏi sự giám sát theo dõi của mẹ con Sáu Bào. Giờ đây nghe Hồng Loan kể, hẳn Hồng Phượng sẽ tức anh ách ở trong lòng mà tháng. Tức quá, biết vậy bữa đó không thèm đi hát, ở nhà là có giấy tờ nhà rồi, kèm theo là hành động, nhảy đành đạch. Biết ngày tháng trên dương gian không còn nhiều, chú Vũ Linh đã nhắn nhủ với con gái. Thời điểm nào thì ba em đưa sổ cho em, cái thời điểm đó như thế nào đó thì em cũng nói luôn. Cái lúc mà ba ông cháu ngồi ăn bánh mì offline với nhau đó, anh có đăng cái video chia sẻ lên cho mọi người thấy á. Thì ngay cái đêm đó là chị Nga coi hài, coi kịch gì đó, ai mời chị đi. Rồi Học Phượng với cô Sáu cũng đi, Phượng thì đi hát, thì cô Sáu đi theo. Thì bên của đó là chỉ có mình em với lại ba đứa nhỏ với ba ở nhà. Thì ba kêu con muốn mình về là nghĩa tam ban ăn xong thì rồi bắt đầu nó xong, sau đó thì ba kêu vô cái bé Loan vô, ba còn nói chuyện cái em nó đi vô rồi ai cho con ngồi tâm sự, xong rồi cái ba mới đưa sắp giấy tờ cho em. Con nói á, này ba giao cho con giữ, nhà bà nội á thì mất rồi, còn cái gì là nhà kỷ niệm của ba. Còn ba cũng biết tình hình sức khỏe của ba làm sao, ba cũng mệt lắm, con giữ nhà cũng đây cho ba để sau này có người ăn chung ở mà lo cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu của ba. Cái em mới nói ba đừng nói vậy, ba gái mới điều trị bệnh đi để mà sống với con của mình bà, mà có gì con sống với ai. Lúc đó hai người con cũng rồi lắm, ba ơi giữ đi, ba giữ cho ba, rồi nhờ không được nói dài hết để giữ an toàn cho con. Rồi sau đó thì như lời ba được cầm lên để gì giữ. Thưa quý vị, di nguyện này của chú Vũ Linh không được Hồng Loan quay lại như cái video chia chúc miệng của Hồng Phượng và Đông Dương, nhưng nó có giá trị gấp ngàn lần, bởi dù chỉ có hai cha con biết với nhau, nhưng toàn bộ giấy tờ đều được chú Vũ Linh tận tay đưa cho con gái. Đây mới gọi là di nguyện cuối đời thật sự của ông Hoàng Hồ Quảng. Để đưa ra quyết định này, chọn thời khắc này dặn dò, hẳn ông đã quá hiểu các em và đứa cháu của mình, và ông cũng dự đoán được tương lai con gái của mình sẽ bị dày vò như những gì mà ông đã phải trải qua. Đừng kể cho ai, để giữ an toàn cho con. Và hai ba con ôm nhau khóc, một phần vì biết chẳng còn nhiều thời gian bên nhau, một phần vì tủi cho số phận bi thương của mình. Những cảnh tượng này ngỡ chỉ có trong phim, trong tuồng, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ở ngoài đời thực.